Trời ơi ông nội ông chú Tư này, đủ đi uống cà phê gì mà từ sáng tới giờ chưa cho về nữa. Về không biết vô nhà được không? Thôi không dám đưa cái đầu vô đâu, vợ nó cao hơn nó ký lũng đầu chết. Đưa cái lưng vô nó đá mình chạy. Trời ơi đâu rồi? Ông đi đâu mà từ sáng tới giờ tôi kiếm mà không thấy? Ông đi đâu? Đi uống cà phê. Vô cà phê anh ngồi coi có hai tờ báo, anh quên mất rồi đâu thì tới giờ về nhà thăm em. Anh mê cà phê hay là mê mấy cô mặt đầm? Có đâu. Anh mê cà phê em là ta mới say gần chết đó. Anh vô cà phê lo làm ăn với ông hàng xóm, anh đâu dám nhìn anh đâu có gì mà giờ em nghe. Nói ra làm sao em tin giùm anh chú Tư bên nhà dò theo mà ngăn. Sắc son không phải yêu em mà thôi. Thực lòng yêu em sao đi cà phê? Thì giờ đây anh lo tha bồi, anh lo kéo cài về nhà bên em. Sáng giờ ông làm cái gì? Không to thuyền anh không ra ngoài khơi, cá không nặng bồi nên anh đi cà phê. Về nhà em đây mong anh đừng đem cà phê tốn tiền. Hai tin lòng anh luôn luôn thì dung sắc son không phải yêu em mà thôi. Thực lòng yêu em sao đi cà phê? Thì giờ đây anh lo tha bồi, anh lo kéo cài. Thôi chú Tư hoàng không chịu mặt ăn cái sức cho tôi nó đã hả chứ. Lộn lộn. Cà phê gì mà chứa ông từ 2 giờ sáng. Từ sáng tới 2 giờ sáng mình không thấy đâu. Ông đi cà phê hay là ông đi đâu hả? Không có uống cà phê. Trời ơi có những quán cà phê người ta mở tới sáng luôn chứ bộ. Cà phê nào cà phê bậy bạ hả? Không có. Trời ơi cà phê nào đâu bậy bạ không biết. Nói nghe nè, tin anh đi bàn không chịu mặt ăn biết không? Bà xã tin ông đừng đâu hết trơn á nha. Trời ơi sao tin nói nãy giờ mà ông tin. Thì dung sát son không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê? Thì giờ đây anh lo tha bồi, anh lo kéo cày về nhà bên em. Sáng giờ ông làm cái gì? Sáng giờ hả? Trời đất ơi sáng giờ tao nói đi uống cà phê chú Tư đó. Nhưng mà bạn công chuyện bằng ăn nha. Tao nói từ sáng tối luôn. Mà tao nói tin giùm anh chú Tư nhà trò theo bằng ăn. Làm gì ai tin anh đi mừng ăn đâu hết. Xây hai mái nhà sao chịu nổi nữa. Thiệt không? Tôi tin ông lần này đó nha. Nhớ tin lần này nha. Nhưng mà tin thì tin nhưng mà nói gì nói chứ mai mốt cũng cho không dám. Trời ơi sao mặt hung dữ như vậy. Thôi bây giờ được rồi cho sao, vô nhà chưa? Sao ông tính giải thích sao đây? Không có giải thích gì hết. Bây giờ thôi cho anh vô nhà anh ngủ đi chứ 2 giờ khuya rồi đi về mệt quá. Đi cà phê mà từ rồi ha. Đi vô. Vô. Trời ơi. Em cảm ơn. Yêu làm chi lệ hoen bơ mi, cất bước xa đi trong lòng không lưu luyến gì. Bao ngày qua người duyên tình yêu thương lúc xưa, xin tin yêu về ngang đời em giống như khi xưa người đến. Có thương thật nhiều, có quen thật nhiều chuyện tình yêu
lòng không lưu luyến gì. Bao ngày qua ngày duyên tình ta mất đi yêu thương lúc xưa. Tình yêu về ngàn đời em giống như khi xưa người đến. Cô bước thật nhiều, cô quên thật nhiều chuyện tình. Thế giới.